Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món ăn bài thuốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, trong dân gian hay là ở vùng quê thì có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với cây ngải cứu đúng không ạ? Bà con nông dân của chúng ta hay trồng cây ngải cứu trong chậu kiển hoặc là trồng ở trước sân nhà, bởi vì là ngải cứu thì có mùi hương nhẹ và mọi người cho rằng là cây ngải cứu có thể là xua đuổi được côn trùng. Và trong chương trình Món ăn bài thuốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Lương Y Nguyễn Công Đức để cùng chia sẻ với Lương Y một những cái điều mà Lương Y muốn nói đến cây ngải cứu, cũng như là thông tin chúng ta biết rằng là cây ngải cứu thì ngoài công dụng là xua đuổi côn trùng thì nó còn là một loại thực phẩm hay không, hay như là có tham gia trong đông y như một vị thuốc hay chăng. Quý vị hãy theo dõi cùng với Thí Liễu ngay bây giờ nhé. Xin chào Lương Y ạ. Chào Thí Liễu, chào bà con đang xem đài. Thưa Lương Y, ngày hôm nay Thí Liễu muốn nói đến cây ngải cứu. Thì trước khi đi sâu vào những món ăn cũng như là những bài thuốc của cây ngải cứu, thì Lương Y có thể giới thiệu sơ lược về cây ngải cứu cho bà con được biết không ạ? Vâng, như đã biết thì bà con chúng ta là trồng trong cái chậu kiển như thế này đây. Rất là đơn giản, chỉ ngắt ngang như thế này, rồi dâm xuống đất rồi ẩm, rồi tự nó lên. Và để nếu mà để dành xài thì chúng ta có thể phơi khô để dài lâu. Liều lượng nếu mà tươi thì 3-50 gram, khô để dành thì thường trong các tiệm thuốc người ta hay dùng cái tay mình lấy một nhúm, thì một nhúm như thế nó cũng tương đương với 30 gram. Không biết là cây ngải cứu có thể dùng trong thực phẩm hay là dùng làm món ăn được hay không ạ? Dạ vâng, người ta thấy là cái món mà khoái khẩu nhất á, là mỗi khi tới mùa thi các sĩ tử là chuẩn bị đi thi thì là gà ác tần với lại là ngải cứu. Thì đó là cái món đầu tiên. Dĩ nhiên là gia vị rồi gà ác làm cho sạch sẽ, rồi lá ngải cứu tươi, nếu không có thì khô cũng được. Nhưng mà muốn làm như vậy thì cứ một con gà ác là khoảng 100 gram, thì ta dùng khoảng 50 gram ngải cứu, nấu lấy nước rồi lấy cái nước đó rồi tần với lại cái gà ác. Dĩ nhiên ở trong đó là có thêm các cái món khác rất là hấp dẫn, thí dụ như là táo tàu này, rồi có kỷ tử, có đương quy, có xuyên khung, có thục địa, có đủ món. Thì đó là dành cho mấy sĩ tử đi thi. Ngoài ra là phụ nữ sau khi sanh mà muốn cho nó sạch sẽ thì cũng dùng gà ác là tầm ngải cứu như vừa trình bày vừa rồi. Ngải cứu chúng ta lấy nước chúng ta nấu với gà chứ không phải là chúng ta ăn như một loại rau hả Lương Y? Không thể ăn như loại rau được, tại vì nó nhẫn nó đắng. Chính vì cái vị đắng người ta không có dùng như là rau được. Người ta có thể dùng cái ngải cứu này chưng với lại ốc heo ha, cũng là một cái bài thuốc rất là hay. Ngoài ra đó là ta thấy có một cái nữa, đó là dùng cái ngải cứu là tráng với trứng, tức là ngải cứu sau khi thái nhỏ ra là dĩ nhiên là non thôi. Mình trộn với lại trứng ha, nhất là trứng gà, xong cũng cho gia vị rồi mình chiên lên như là mình chiên trứng. Thì cái món này là thường nó là lưu thông máu huyết dành cho những người mà thường sợ lạnh ha. Là những rồi mấy bà bầu mà muốn cho thai nhi nó tốt thì cũng dùng cái ngải cứu rồi lấy nước cốt để mà chiên với trứng cũng rất là tốt. Nhưng đó mình là có chú ý liều lượng không thưa Lương ơi? Cái liều lượng phải để ý chứ nhiều quá thì không được, tại vì nó đắng lắm. Thì liều lượng thì thường là nếu tươi thì 30 gram thôi, 30 gram chứ không được quá. Trong ngải cứu nó có những cái hoạt chất hay là có những cái vitamin gì, hay là nó tốt cho cơ thể mà như Lương Y vừa chia sẻ, nó có những tác dụng như vậy ạ? Thường các vitamin thì người ta thấy nó không có nhiều, nhưng mà các cái hoạt chất theo đông y thì nó có khá nhiều các cái hoạt chất. Thì theo đông y thì cho rằng ngải cứu là vị đắng tính ấm ha, quy kinh can thận tỳ vị. Như vậy thì thấy cái quy kinh của nó là thí dụ như tỳ vị, tức là tỳ lạnh rồi ăn không tiêu, no hơi sình bụng thì dùng nó. Rồi can thận thì nhất là can thận dương hư, nó có cái bài thuốc là nếu mà đau lưng do thận dương hư thì người ta dùng ngải cứu với lại gừng tươi, chưng với lại là hầm với lương, thì đó là cái bài thuốc mà giúp cho trị đau lưng mỏi gối rất là tốt. Hay đó là, chứ còn nói mình phân tích cho nó kỹ ra thì so với các cái cây cỏ khác thì nó không có những cái vitamin mà chúng ta thấy.
chỉ có một số các cái vi lượng ở trong đó là magie, canxi, rồi tất cả những cái vi lượng mà cần thiết theo theo đông y. Như vậy thì riêng trong đông y thì ngải cứu nó có tham gia như một vị thuốc hay là nó có kết hợp với những cái cây cỏ nào khác tạo nên một bài thuốc nào đặc biệt không ạ? Vâng, trong đông y thì nó là một trong những cái vị thuốc không thể thiếu để trị các cái bệnh về phụ nữ. Thí dụ như là chúng ta thấy cao ít mẫu, nhưng mà không phải chỉ có một vị ít mẫu mà là hương phụ ít mẫu ngải cứu. Ngải cứu là đã có cái mặt ngải cứu. Là cho nên cái cao ít mẫu là dùng để làm gì? Tức là đau bụng kinh ha, rồi có kinh đau bụng, rồi kinh nguyệt không đều, rồi có kinh kéo dài thì người ta dùng cái cao ít mẫu. Dùng cái chữ ít mẫu nhưng thực sự nó có ba vị hương phụ ít mẫu ngải cứu, thì cái vị ngải cứu nó hiện diện trong cái cao ít mẫu đó. Đó rất là có lợi cho phụ nữ trị cái kinh nguyệt không đều. Ngoài ra thì nếu mà ngải cứu người ta sao cho nó cháy đen lên rồi nấu uống trong những cái trường hợp mà ra máu, thí dụ như là kinh nguyệt kéo dài nè, rồi thêm cái là đi cầu ra máu, những cái trường hợp mà trĩ nội, rồi ho ra máu, đó là cái công dụng của cái ngải cứu mà khi được sao đen lên. Còn cái mà không thể thiếu trong các cái trường hợp bị cảm cúm thì chúng ta thấy nếu mà bị cảm cúm thì thường thường là nhức đầu nè, rồi ho, rồi có sốt thì người ta dùng là ngải cứu, rồi lá tía tô, rồi vỏ bưởi, đó là một cái bài thuốc trị cảm cúm. Ngoài ra chúng ta thấy là giúp cho an thai, cái này là một cái kinh điển rồi. Những bà mẹ nào mà bà ngoại mà có đứa con gái ha, không được kinh nghiệm, thí dụ như lỡ đi ra đường cái dấp một cái ha, mà có bầu 2-3 tháng thì sợ lắm, chưa kịp mà nó đã động thai ra máu, chỉ có té thôi là về rồi lấy ngải cứu như thế là 30 gram, rồi là tía tô luôn lá như thế này, tươi như thế này cũng 30 gram đã, rồi trứng gà 1 quả rửa sạch đập nghĩa là luôn vỏ, bỏ chung vô rồi nấu, rồi rót nước ra uống thì giúp cho an thai. Tức là ngừa cho có thai mà động thai ra máu, hoặc là mới động thai thôi là đã dùng cái bài thuốc an thai này cũng rất là tốt. Cho và nên, uống như thế nào ạ? Uống như thế nào? Tức là 30 gram ngải cứu, 30 gram lá cành lá tía tô, 1 quả trứng gà rửa sạch đập bể ra rồi bỏ chung vô, ta đổ vô là khoảng chừng 3 chén nước, ba chén nước nấu còn 1 chén, chia 2 lần uống trong ngày sau khi ăn, đó là cái bài thuốc mà giúp cho an thai. Ngoài ra thì chúng ta thấy nếu mà dùng ở bên ngoài đó, ví dụ như là ngứa rồi trẻ con rôm sảy thì lá ngải cứu này rửa sạch giả nhuyễn lấy nước cốt thoa cho cháu thì coi như nó không có ngứa, nó không rôm sảy, nó không có nữa. Ngoài ra là thấy mấy ông hay đau lưng, cái này nó hơi lâu, rồi dùng lá ngải cứu tươi vậy nè, rửa sạch giả nhuyễn xào với giấm, khi mà nó nóng lên là nằm sấp lại ta đắp trên lưng, khi mà nó nguội thì lại xào cho nó ấm lại đắp trên lưng. Ngoài ra là thí dụ như bông gân hay là trặc xương thì cũng dùng cái ngải cứu để mà xào với giấm đắp lên các cái vết bông gân. Rất là tốt. Rất là nhiều công dụng cũng như là những cái bài thuốc Lương Y vừa chia sẻ. Lúc nãy Lương Y có chia sẻ về cái bài thuốc mà cảm cúm á, thì có là ngải cứu, lá tía tô với vỏ bưởi. Thì có đó là chúng ta uống hay là chúng ta xông hay là làm như thế nào ạ? Uống. Tức là không có vỏ thì ta lấy lá bưởi, lá chanh với lá tía tô và ngải cứu ha, là thành một cái bài thuốc nấu ha. Mỗi vị là 30 gram. Ta nấu khoảng chừng 4 chén nước, còn lại 1 chén rưỡi. Ngoài ra thì ngải cứu nó còn có giá trị trong bổ dưỡng cơ thể, bồi dưỡng cơ thể, trị suy nhược, ví dụ như là thiếu máu ha, ngồi đứng dậy là say sẩm, rồi đau lưng mỏi gối, rồi mệt mỏi, ta dùng ngải cứu giả lấy nước cốt, rồi mới chân ha, mới hầm với lại đương quy kỷ tử ha, xuyên khung ha, là tái đỏ vân vân. Có một điều lưu ý khi sử dụng ngải cứu thì người ta có một cái nhận thấy rằng đối với những người đã viêm gan, thí dụ như viêm gan B, viêm gan C, mà nếu mà sử dụng ngải cứu thì người ta thấy là bệnh nó nặng hơn. Y học nó chứng minh, nó nói là
trong nải cứu có một cái chất mà nó làm cho chức năng gan bị suy giảm khi sử dụng nó. Cho nên khi đã bị bệnh về gan thì không được dùng cái nải cứu. Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Như Lương Y chia sẻ nãy giờ thì đó là chúng ta dùng lá nải cứu tươi. Nhưng trường hợp mà chúng ta có nhiều quá, dù chúng ta mua về nhiều, chúng ta phơi khô, chúng ta dùng khô thì cái hiệu quả nó có giống như tươi hay không ạ? Tươi thì thấy mấy bà mẹ hay dùng để sử dụng cho con gái mình bị té ngã khi có bầu, tức là động thai. Nhưng mà thật sự làm trong sử dụng để mà làm thuốc thì thường là khô chứ đâu có tươi. Tươi mình đâu có để dành được để nó hư sao. Thành ra là nải cứu khô cái giá trị nó cũng tương đương với tươi. Tùy cái trường hợp bệnh để mình lấy. Ví dụ như làm trong món ăn thì tươi thì người ta nấu nước ra để mà tẩm trong các cái món ăn. Còn khô thì người ta ít sử dụng hơn. Đối với trường hợp là người mà đã bị viêm gan thì không nên sử dụng thôi. Còn lại tất cả các trường hợp cũng như là phụ nữ sau sinh, phụ nữ đang mang thai hay là em bé đều cũng có thể dùng được, đúng với liều lượng thôi, đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn Lương Y rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, qua cuộc trò chuyện cùng Lương Y ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu rõ hơn về lá nhảy cứu, cách dùng như thế nào, đối tượng nào chúng ta nên sử dụng, và cũng nên nhớ rằng là có đối tượng lưu ý là khi mà đã bị viêm gan thì chúng ta cũng tuyệt đối không nên dùng lá nhảy cứu, quý vị nhé. Thì đến đây thì chương trình Món Ăn Bài Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.